Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh bổ sung với cường độ nhẹ, nên thời tiết Hà Nội ngày hôm nay rất dễ chịu. Tối và đêm, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn từ 24 đến 26 độ, trời tạnh ráo, hơi chút se lạnh. Một điều hiếm thấy diễn ra vào giữa tháng 5. Sang đến ngày mai, Hà Nội nhiều mây vào buổi sáng, đến trưa và chiều thì trời sẽ hửng nắng, nhưng nhiệt độ cũng sẽ không vượt quá ngưỡng là 28 độ. Đến tối và đêm vẫn mát mẻ, dễ chịu. Hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì cho đến hết 2 ngày cuối tuần, khi nhiệt độ cao nhất cũng không vượt quá được là 30 độ. Bắt đầu từ tuần sau thì nắng sẽ có xu hướng quay trở lại, khi nền nhiệt thường xuyên trên mức 30 độ, thậm chí có thể lên đến mức là 34-35 độ và có thể cao hơn. Chính vì thế, trong 2 ngày cuối tuần này, mặc dù những cơn mưa rào bất chợt với cường độ nhẹ vẫn có thể xuất hiện, nhưng hình thái thời tiết này vẫn sẽ khá thuận lợi để người dân Hà Nội tổ chức cho mình những chuyến du ngoạn ngoài trời. Tuy nhiên, vì tình hình COVID vẫn đang diễn ra khá phức tạp, nên người dân cần đến chỗ đông người thì chủ động đeo khẩu trang và khử khuẩn thường xuyên. Còn sau đây sẽ là thông tin thời tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, trời nhiều mây, không mưa, với nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, ngày không mưa, với nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 27 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 28 độ. Còn vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, trời nhiều mây, ngày không mưa, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 22 cho đến 27 độ. Tại trung tâm thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, ngày không mưa, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 28 độ. Và cuối cùng sẽ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội và các khu vực khác trong 3 ngày tới cùng với các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!